và xin chào tất cả mọi người. Những người đã quay với chương trình, quay với chương trình các bạn đang quay trở lại với chương trình tôi Sunai. Và ngày hôm nay sẽ đến với một video mới trên kênh của chương trình show về Minecraft. Và gì ba đứng sát chiếc gà ba gì đứng gần vậy? Alo. Ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi, nó cũng là trò chơi sinh tồn anh em ạ, nhưng nó sẽ khác một chỗ, đó chính là ngày hôm nay mình và Phong Cận sẽ cố gắng sống sót sau 30 phút và 4 người, à đâu 5 người lận anh em ạ. 5 người còn lại sẽ là 5 người dí bọn mình và cố gắng tiêu diệt bọn mình. Nếu như sau 30 phút mình và Phong vẫn còn sống hoặc là một trong hai người vẫn còn sống thì team Phong và Rô sẽ là người chiến thắng, winner. Còn nếu như sau 30 phút mà Rô và Phong hoặc là chưa tới 30 phút mà Rô và Phong đều chết thì các bạn dí sẽ là những người chiến thắng. À, ok anh em đã chuẩn bị chưa? Sẵn sàng rồi, chơi rồi. Ok, let's go. Let's go. Bây giờ mọi người đều quỳ đuổi bất kỳ ai, mọi người đều quỳ đuổi bất kỳ ai chứ. Ui. Đập đồ ăn Phong ơi, đập. Không phải đi đêm đâu. Đập đồ ăn Phong ơi, đập đồ ăn Phong ơi. Mùi ơi, cứ bình tĩnh Mùi ơi, khoan dí vội, mình có cái la bàn mà chị, mình có la bàn mà. Khoan dí vội, lấy đồ trước đi. Em không biết rồi, em phải dí ngay bây giờ từ cái thời điểm mà bọn nó gọi là yếu đuối nhất em hiểu không? Em phải dí ngay bây giờ đúng không? Ôi, bà Mùi chiến thuật thế à? Mùi chiến thuật thế à? Bây giờ Mùi chơi Mùi chiến thuật cái này đâu? Rồi, ca Mùi thì chiến thuật hay đấy, nhưng mà anh em thì không thấy đâu. Đi đuổi rồi chị ơi, đi đuổi rồi chị. Trời trời, người ta đi đuổi rồi, mà đứng đâu vậy? Em nè. Trời đất ơi. Ủa đâu mất tiêu rồi? Gì vậy? Hướng này trong này trong này trong tí nữa em biết hành phù thủy là xong cái gì? Trời ơi, em là phù thủy đâu mà. Đúng rồi. Không chơi phù thủy đi, không chơi phù thủy đi, chơi đàng hoàng nha. Tôi thấy một người ở đây. Đấy, nói. Nhưng mà mọi người đâu? Mời, cẩn thận mọi người. Sao mọi người bảo mọi người đi đuổi mà? Alo. Đang chạy vòng nè. Sao mọi người đuổi lại đấy? Đuổi trước khi mà tôi không thấy mọi người đâu. Cẩn thận nha Phong ơi. Người ta đuổi tao nhìn heo la bàn hiểu không? Anh yên tâm. Ôi, không yên tâm được anh ơi, đông quá anh ơi. Em tâm cái gì vậy? Anh đã bảo đông mà, trời bên kia đông lắm, từ từ Phong ơi, để anh Vân cứu em đâu rồi? Em đang chạy, em vẫn đang chạy đây. Em biết em ở đâu. Chết rồi, mình đuổi theo Phong, đang đuổi theo Phong nè. Ấy. Ủa, sim đằng sau chị hả? Yes. Không đang khu nào đấy. Em đang không biết em ở khu nào nè anh ơi. Chạy lên rồi, con ơi, chạy lên rồi. Đây nè. Căng thẳng thế nhờ. Hồi nãy mình thấy Sam chạy ngang qua rồi, nhưng mà tự nhiên Sam đi mất tiêu luôn. À Sam đi, Phong đây, Phong đây đi. Mới mới Phong đây nè. Oh my god. Hồi nãy mình thấy Sam chạy ngang qua rồi, nhưng mà tự nhiên Sam đi mất tiêu luôn. Đúng rồi. Oh my god. Ok. Anh em hiểu không? Bà Sammy bà cầm, bà biết bà cầm cái gì không? Bà cầm cái quả dài của mấy con cáo luôn mà đánh tôi mấy anh này. Thôi đánh cho anh em, chị em tới biết gì không? Tôi đang đánh lộn nè chị em đó, chỗ đó đó. Chỗ đó rất đồ đó. Tại giờ mình đủ đồ nè, giờ mình đi kiếm nè. Có la bàn mà yên tâm. Trời ơi, trời tay đủ đồ. Chị yên tâm đủ đồ hay là anh bạn à, tôi đây anh bạn rồi. Đủ đồ hay là ai xui quá. Tôi thấy bạn ơi, chị thấy chưa, em thấy rồi nè, đó. Chết rồi, chết rồi. Chị Phong. Trời ơi, dòng. Em tan rồi. Cô Lêm ơi. Nó mất lại rồi ơi. Ở giữa biển nè. Rồi xong rồi, xong rớt đầy rồi. Giờ còn gì nữa đâu, em đâu rồi, người về với ai? Yes. Cảm ơn Kai. Thank you. Thank you rất nhiều đồ của Kai. Trời ơi, trời Kai đủ đồ. Đủ đồ hay là ai xui quá. Không, chị đi chơi, em đi đồ nè. Chị Phong. Em tan rồi. Cô Lê em ơi. Trời ơi, ở giữa biển nè.
Ủa em chết cái này, mất cái là bạn đó. Em chấm đủ rồi, chấm gì vậy? Thôi kêu ba kéo lên cho anh cai, kéo lên cho em, kéo lên cho là đúng chọn á. Ok, chị chẳng đâu kia, đây đây, để em. Oh my god, Phong ơi. Đây, đang chặn đây. Đây, Phong qua đây rồi. Đây. Mình xác bo nè. Không, kiểu gì cũng không có đồ ăn đâu, yên tâm em. Kiểu gì cũng chạy chặn thôi. Lấy nhiều gỗ lên. Phong ơi. Em bị đâm nãy giờ rồi, Cẩn thận Phong ơi, bị đâm à. Em lại đâu đây, em có thuyền chưa? Tôi ngoài biển, em đang bơi sắp mặt nè anh ơi. Ui, không em ơi, mời. Không có gì em mệt hết. Em đem nặng nó qua nhà. Ủa, Mui đâu rồi? Đằng sau. Ôi, bà Mimi bắt lên tới gọi là làm đồ cứng luôn rồi kìa, bắt lên tới làm sắt luôn rồi anh em ạ. Gì ghê vậy trời? Không dai dữ người ta. Không phải công nhận, nhưng mà phải thực sự là công nhận là Phong dai thiệt luôn á. Trời ơi, em à chị, Phong hơi bị đỉnh cao giếp bờ gồ á. Không đâu anh ơi, em còn có nửa tim. Ok. Thôi em chết đây, tạm biệt anh, em chết đây. Đừng bỏ lại. Em cũng muốn không bỏ lại lắm nhưng mà chị được anh ơi. Rồi, chết đây rồi. Một phút quảng cáo. Và chào mừng tất cả các anh em cô dì chú bác dòng họ đầu ngoại hai bên đến với shop hedo.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng duy nhất của Hedo Team. Ở đây có rất nhiều mặt hàng đồ chơi Minecraft, Lego, Roblox và nhiều đồ cute khác. Dịch vụ giao hàng tận nhà toàn quốc với những sản phẩm chất lượng cao bao gồm cả tôi. À nhầm, tôi là chân bày cắm sờ. Thế thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hedo.vn để trở thành vị vua của chiếc sở đồ chơi được các bạn ơi. Ôi, Phong đi rồi anh em à, Phong đi rồi ông giáo ơi. Trời ơi, em lần đầu chơi này anh ơi. Ui, cái này cũng khó cho Phong anh em à, tại vì bên kia dí cũng khá là căng luôn á, chứ không phải đùa đâu. Trời ơi, bên kia có kinh nghiệm dí hết anh em à. Dí mà đánh liên tục em, mà cái địa hình này nó em lạ quá, em đi em té mà mới anh biết anh chết vì lý do gì không? Là em tàn bị té trên cao xuống mất máu không? Buồn của Phong. Ok, bây giờ là hiện tại là bo nó sẽ thu lại nè. Ôi. Hello chị. Hello Kai, thấy mày nè. Ờ, ở đây em à. Dữ vậy, quá yêu anh luôn. Sao gì trời? Từ từ, coi bản đồ đã. À, chị có chắc là chị muốn đấm em không? Một người thì không được, nhưng mà nhiều người thì được. Cái nhiều này chỉ cần một chặt là chết rồi. Tính ra là chưa vậy mới được có 3 phút rồi em chết mèo rồi. À, cái này cũng hơi khó đây mà, tại vì á mới vô á là sẽ có một runner bị la bàn chỉ trước, và Phong là người rất là xui khi bị la bàn chỉ trước luôn anh em ạ. Nếu như mà la bàn nó chỉ tôi trước là Phong sống rồi. Trời ơi. Ủa, cái nhà ai đây không đem chưa? Gì đi thăm đây. Nhà hả sao? Ủa, tự nhiên đi đâu tìm ngôi nhà màu tím nè. Đẹp chưa? Để tôi xem coi. Đồ lỡ đồ xấu kiểu nó sao luôn. Thằng tiên cứ quay lại chúng qua thằng tiên quá. Wow, oh my god. Rồi trốn trong đây sao? Để mình nói cho các bạn biết. Nói xong em. Trong cái world này là mình chắc chắn rồi. Tại vì cái bó đang thu vô dần anh em ạ. Bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta phải gọi là kiếm đồ ăn nè, lương thực mới là cái là cấp bách nè. Ôi trời ơi, là không có đồ ăn, tôi gặp skeleton. Có khi nào chết bởi skeleton không? No. Sao chết được? À, cái nhà này bắn mình bay lên trời. Trời ơi, cái gì trời? Ủa, gì lạ vậy? Mẹ chị đang bay. Ở bên kia nhìn ung dung thư thả thế à? Mẹ tôi đang bay nha mọi người. Trời, mẹ trời đang sao bay anh? Trời, dù sao thì bo nó cũng thu lại mà. Đi kiếm đủ đồ ăn cho đâu. Kiểu gì bo chẳng thu lại. Với lại là mình có la bàn mà thôi. Kiếm đồ đi. Mình có la bàn. Đi du lịch nè, thấy cái nhà này nè. Rồi, Rô mà nhìn vô mắt Enderman là chết. Không sao, ok, giờ đi kiếm Rô nè. Anh giết Enderman, anh giết Enderman. Có lên cai, cầm vào đây. Tuyên bố là Enderman không có tuổi luôn. Tuyên bố Mui không có tuổi luôn. Enderman mà, cầm Mui liên quan gì? Hả? Không, em tuyên bố là Enderman mà. Em tuyên bố là Enderman mà, cầm Mui luôn, không có tuổi luôn. Ok, luôn. Ê, cái hang này kỳ quá, tá hang mình... này bằng đất không vậy? Mình chuẩn bị vô cái nhà màu tím này mình khám phá mọi người. Chứ mà không tìm Rô đâu. Rồi xong bây giờ là đến. Bây giờ là đi tham quan map luôn chứ không còn. Tại vì tí nữa Bo cũng thu thôi. Hình như là Bo hình như phải kiếm đồ chứ. Đây cái nhà này nó có cái rương này, em vô em kiếm thử quay có đồ ngon nè chị. Cái nhà nó có rương. Thật ra lúc nãy Camu nghe thấy Kairon nói gì đó, nhưng mà hình như Kairon bị quê. Không có Kairon không nói. Đâu em bảo là như Rô như kiểu dưới hang hay sao, em đang đi theo bản đồ. À nhầm, đúng rồi, la bàn nhầm lộn. Anh đâu có dưới hang, anh không có dưới hang nhé. anh đang đi vòng vòng ở trên. What? Ok, thế sao cái hang này có nhiều đất ở đâu ra ta? Ở
đâu biết đâu. Cái nhà này đâu biết đâu. Cái hang này có nhiều đất là sao ta? Ê, đâu biết đâu, đâu biết đâu, đâu 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 đâu. Hang nó tự đào chị ạ, hang nó tự đào, ok. À ok. Đang đi ở trên cao tự nhiên thấy cái hang to đùng đúng không? Đúng rồi, con sói đã lên đồ mà lên đồ là phải thành sói. Nhá. Nhá. Ok. Đang uống dũng dĩnh trời. Em đang đi kiếm anh nè anh trai. Anh em mình gặp nhau nào. Bây giờ ra chơi một một thì chơi, không chơi hội đồng là coi. Được. Chơi luôn rồi. Cái này nó hơi điêu ba. Cái này là chính xác là cà phơ. Ok. Người ta người triệt hạ từng người á. Người ta nè, để cho nói gì nha. Kai kêu Kai đang tìm em và em bảo là nếu như mà Kai chơi solo chơi sạch thì em đút cái đầu ra để gọi là đánh tay đôi với Kai. Còn không thì Kai tự tìm tiếp đi. Em không đút đầu ra, ok. Ui như bo bà bo bà. Ôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Bò chưa vô, bò chưa vô. Nhưng vô chỗ chị nè. Bò đang vô. Chơi từ cái nhà coi có gì không? Không lên đây à. Ok, nó đang chỉ đi thẳng nè. Được rồi, tôi sẽ đi. Ôi ôi ôi, nó bắn em, nó bắn em. Ôi ôi, thôi về nhà. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, bỏ vào tôi. Kai chứ không bao giờ tìm được anh luôn. Kai không bao giờ tìm được anh luôn. Ủa sao nãy giờ mình đi tới biển luôn mà không thấy ta? Bay. Kai không bao giờ tìm được anh luôn. Hứa. Em tính đâu chứ em bay như gọi là như thần của mọi người thích hả? Sao bay được vậy? Thì bay vậy. Thì nó cái nhà nó bắn cái nhà này nó bắn em xong nó bay được đoạn xong rồi nó rớt xuống. Kiểu vậy. Rớt bắn. A! Sao tí Sam đang chơi cái gì mà chúng ta không biết hả? Đấy tí. Còn xong. Sam lại làm phù thủy rồi. Trời ơi, xin editor hãy cho tôi biết trời, cho tôi công bằng đi, nghĩ sao vậy tôi bị cái nhà này bắn nó bay lên. Trời chết rồi, bỏ thu sau đít rồi. Bỏ thu sau đít rồi. Bỏ đâu vậy? Ủa, bỏ tới chơi à? Từ mình bỏ thu nhà. Sau đít đâu rồi, rồi chị nhanh lên rồi. Đằng sau kia. Nhanh lên, cố lên. Hình như mình đang rất là gần goal phải. Ủa sao chỗ mình chưa có bo ta? What the heck? Rồi, rô tay. Chậu mày mà anh em rồi. Mà thắng thì cũng hơi bị hay ấy nhá. Cái này có cái rương nè. Từ mình phải vô mình lấy cái rương này đó. Rồi. Gì dạ? Cái gì dạ? Where are you bro? Cố lên rồi, cố lên. What? Ok, cố lên rồi. Ủa gì vậy? Gần ra ngoài được rồi, cố lên. Sao là bạn kỹ như vậy? Oh my god, ok. Từ từ ra ngoài đây ra. Ui, no, đừng có chết. Gần ra ngoài đường rồi, cố lên. Trời ơi, mất sạch đồ. Nghĩa sao? Ủa, chị đã chết vậy? Oh my. Vô được cái nhà tìm thấy ngọc Ender ba, tích hộ. Xong rồi ham qua vô nó bắn chết luôn. Dữ vậy? Đi theo là bàn đi mọi người. Đừng ra ngoài đường rồi, rồi, bay ra ngoài đi. Tôi nghe thấy tiếng có người ăn, Ủa, ai vậy? Không, con cáo. Khổ có ngựa nè. Ủa Mimi, hello. Bò vô nè. Cái gì rồi nè? Anh đợi lắm. Ôi, chết rồi, rô có thuyền đậu xanh. Goodbye, Karen. Chúng ta cần thuyền. Thì cần thuyền thôi chứ sao. Đi thôi. Ủa, rô có đồ sắt hả? Á đồ. Vậy bây giờ quất luôn rồi, năm đứa cầm cái điều thôi chết thôi. Nhưng mà nổ. Bạn à. Mọi người cố gắng giữ nha. Kìa mọi người cố gắng ít nhất là phải khó. Xin lỗi. Ít nhất phải có rìu nha. Kiếm. Cái đoàn em bị đuổi theo, cái đoàn em bị tiến đuổi theo. Rồi. Ôi, cây chạy kem rồi. Cây đi dưới giờ cây chạy. Cây ta là dưới hả? Chạy hả? Phải đợi anh em chứ, đợi anh em nữa. Cây phải gọi là đi sát theo xin hiểu không? Ồ, ok. Cho nó đào của mình đánh. Siro giống kiểu như là con cá mập đang bơi theo cây, cây bơi vòng. Rồi xong lên thuyền luôn. Ủa nó được hả? Chết rồi. Rồi xong. Yes! 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 Yes!
Yes. Rồi. Cay hồi sinh ngoài bo rồi. Cay hồi sinh ngoài bo rồi. Yes. Yes. Hay quá Cay ơi, được Cay ơi. 10 điểm công hiến. Không anh, được. 10 điểm công hiến, 10 điểm công hiến, 10 điểm công hiến, 10 điểm công hiến. Ra thật ra Cay là nội gián. Nhau mà được. Thật ra Cay là nội gián. Ngồi đánh Cay, đừng có cho Cay đồ ăn. Giờ sao đi trời? Bình tĩnh. Trời bo gần vô rồi, xin phải được sự bình tĩnh. Ôi, chết bo bên này. Ôi, chết rồi. Ơ kìa bo đi. Mimi. Oh my god, bình tĩnh Mimi. Bo vô. Ơ da, bây giờ cần tìm nhện. Nhện đâu rồi? Quest nhện. Hiện tại đang cần triệt hạ hai người là Camui và Kaidon, tại vì hai người hiện tại đang có đồ. Em quên mất là em có quyền quýnh lại người ta mà hồi nãy em bị đuổi, em không chịu quýnh anh, em chạy hoài. Ui, nãy mà không quýnh lại là như không ăn rồi đúng không? Đúng rồi. Anh sao được, lúc này còn sim mà. Thôi, kỹ năng BB của em hơi bị đỉnh nha. Ồ, không BB cũng đỉnh lắm nha chị. Đùa. Này là do tao biết được thôi. Chơi lại. Ôi, BB này, hello BB. Ôi. Hình như em thấy rô rồi sao ấy. Cái nhà mình cho bà Diều này, cho bà Diều này. Ai sim, cái nhà anh đồ này, cái nhà gì vô gì mất đồ này, đúng không? Là nhà anh đồ hả? Ờ đúng rồi. Em thấy rô rồi, nhưng mà em khá là sợ bởi vì em không có đồ gì đâu. Chị em đồ, chị em tập trung chị em ơi. Chị đây. Rô thấy em rồi, god damn it. Đây sim, đây chị thấy em rồi, Em thấy rô. Đó, rô trên kia, chị đâu vậy? Chết rồi. Trên cây nè. Rồi. Mọi người đang ở đâu? Đang ngay cái đỉnh thờ. Rồi thấy sim rồi nè, Đây sim. Oh my god. Cái rồi. Bị zombie cắn. No. Đây là cách duy nhất. Xuống. Bay lên sao? Gì vậy? Ai à? Hello team, cái gì? Cái bo đi vô đâu vậy? Rô, quanh đây nè. Đây. À. Bị giết vậy con. Sức kết là câu gì vậy? Rô trên đầu luôn á. Đây, Mui, trên này. Em thấy rồi. Trên này nè. Đây. Ôi bo rồi, bo vô rồi mọi người. Oh shit. Mọi người tìm đường đi, đừng có đi theo tôi đừng chết chị đã lại trời. Người ta đi thôi chứ sao chị? Bây giờ chị rồi chứ sao? Chào chị. Cái gì vậy? Đàn đó, đang cho mọi người mà, đang với hang nè. Mọi người cần phải bắt được em đó, chỉ còn 5 phút nữa thôi à. Ôi, bo. Hết cái bo gì đi hết trời. Sao lại đây? Giờ chơi rồi đi bác. Ai biết, giờ nó sát sừng sạc này luôn nè chị nè. Quay được cái đó. Mình đánh nhau. What should I do? Bây giờ 5 người đứng sao bắt lóc đây mọi người. Bây giờ một người... Ôi, đứng đó. Rồi, có là mà không đổ xuống luôn. Bây giờ thế này, mọi người có cúp không? Tôi cảm ơn còn cúp này, mấy cái cúp này bỏ đi này. Mấy cả cái này cả để mọi người chế tạo này. Bây giờ có mùi đặt lên cho mọi người đào lên. Nước rồi. Ôi hên quá, tưởng chết rồi chứ, tưởng té chết rồi. Oh my god, so hot. Ôi, đừng có đẩy. Thôi nha. Ok. Ôi, mọi người... no, no, no! Mọi người đang chết
Đã không được, đã không được. Ê, giờ này chết có còn được hồi sinh nữa không vậy cô? Hết được rồi, tại giờ chết là hơi bị căng rồi. Vậy chuối mình té luôn xuống đất, mình không kịp chạm vô cái nước à. Đi lên trên, đi lên trên, đi lên trên. Đi chạm không ơi. Ôi. Ở sao đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Thở, thở, chết rồi, chết rồi. Chào xin. Đây em đi đây, em bị đói, em bị đói. Em phải lên trên, em phải bơi lên trên. Chị mới tạo đường cho em để em đứng được. Alo. Trời ơi, tôi bắt được con em tôi quá. Trời ơi, trời, bị khó thở chị. Chị biết, nhưng mà thôi, coi như chấp nhận mất rồi còn chừng đó đó. Chiêu á, Chiêu, Chiêu đây, đánh nhau với rồi. Coi như chấp nhận mất rồi còn chừng đó đó. Coi như chấp nhận mất rồi còn chừng đó đó. Chiêu á, Chiêu đây, đánh nhau với rồi. Simi, hay quá. Simi đã đai rồi. Yes, qua potion, qua potion. Đừng đứng, 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 đứng. Ok, bạn nào lên đi. Từ 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 từ. Ok, 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 ok. Ca mui đã, ca mui dính bẫy. Ca mui dính bẫy rồi. Ơi, những cái chỗ này nhìn nó mệt mỏi. No, ca mui dính bẫy rồi. No. Ủa gì á? Còn Mimi thôi á. Ủa sao? Ủa sao? Sao 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 chết rồi? Bị ngặt nước. Cái... Thế là mình đổ nước xuống mà. Mình không nghĩ là sẽ có người bị ngặt nước luôn á. Có lên trên cơ mà hay chứ. Ở đây mình đổ nước xuống mình không nghĩ là có người ngặt nước luôn á bạn. Em cũng không nghĩ là sẽ có người làm được điều đó. Nó khó lắm luôn á Sam. Ngặt nước thì mình phải ra mình thở cái chứ. Trời. Vâng, và giờ chỉ còn tôi đâu. Giờ chỉ còn Mẹ Mẹ TV và Mộc Nhan. Ok. Mẹ Mẹ đang quyết định đập block. Và CEO. CEO đang quyết định đánh nhau với Mẹ Mẹ. Mẹ Mẹ đang quyết định đập block. Và CEO. CEO đang quyết định đánh nhau với Mẹ Mẹ. Yes. No, thôi. Yes, 30 phút các bạn ạ. 30 phút nha. 30 phút không? Đẹp luôn à. Đẹp luôn á. Hay ghê, hay thiệt. Yes. Yes. Ôi cái pha. Ấy nhưng mà mình không tin được là có người chết cho nước luôn anh em. Thôi thôi tôi. Em cũng chết cho nước nè anh, nhưng mà em bị té không? Em bị té. Coi như là lần qua đây mà đó à. Ok đi mà. Lần chạy lần này. Team Runner đã thắng, mình và Phong đã chiến thắng anh em ạ. Và thực sự là cái chiến thắng của mình phải cảm ơn Phong rất nhiều. Tại vì ban đầu anh em dí không hết trơn rồi. Thế là mình đi lấy sắt được. Buồn quá okay. Em ơi, buồn quá. Đi đuổi theo quá, em không lấy được cục gỗ luôn anh. Anh em thấy không, bởi vậy thật sự là chơi hình, chơi manh hình với gọi là trong Hero Team này cũng hơi bị khó rồi. Thì mọi người kiểu chơi kiểu máu lắm anh em à, chơi tàn dí đánh thôi à, đâm ra là mình phải biết cắt đuôi cơ. Ok, và nói chung là video là hôm nay đã kết thúc rồi. Và nếu bạn nào muốn lô làm ra nhiều cái loại giống như thế này nữa và tất nhiên là sẽ không phải là manh hình đâu, đây là mình sẽ biến tấu nó lại để cho nó vui vui hơn một chút và nó hài hơn một chút để cho anh em xem ha. Ok, và bây giờ thì video này cũng đã kết thúc rồi. Mình nếu các bạn thấy video này thì quên đừng like và xem cho nên nhiều comment trên kênh YouTube xem cho mình cho ba cái đăng ký để báo nha. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại tiếp, bye bye.